Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, 7 ngày hết xuất tinh sớm cả năm không bệnh tật là nhờ món ăn đó chính là giá đỗ Vậy giá đỗ là món rau thanh mát mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe Một trong những công dụng nổi bật là ăn giá đỗ tốt cho sinh lý của nam giới Nếu bạn còn nghi ngờ về tác dụng này thì hãy cùng tìm hiểu trong video sau nhé Đầu tiên là tác dụng của giá đỗ đối với sinh lý nam theo y học cổ truyền thì dạ độ có tác dụng cao trong việc giải độc, thanh nhiệt cơ thể, giúp lợi tiểu hỗ trợ quá trình hoạt động của hệ tiêu hóa, Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng ghi nhận rằng giá đỗ có khả năng thúc đẩy hoạt động sinh tinh, giúp nam giới cải thiện chất lượng tinh trùng, nâng cao tỷ lệ tinh trùng di động giúp việc thụ thai đạt chất lượng cao hơn. Theo nghiên cứu của nền y học hiện đại, thì ăn giá đỗ tốt cho sinh lý nam giới bởi giá đỗ rất giàu kẽm, chất sâu axit béo và các chất chống oxy hóa khác. Đây đều là những thành phần dinh dưỡng rất có lợi cho thể trạng con người. Với các quý ông gặp trở ngại về đời sống tình dục thì giá đỗ có tác dụng hỗ trợ điều trị hiệu quả. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong giá đỗ còn giúp cơ thể chúng ta loại bỏ được các tế bào gốc tự do có thể phát triển thành tế bào ung thư. Nó giúp cho cơ thể chống viêm, giảm cân và phòng chống các bệnh ung thư. Với nam giới thì giả đỗ đem lại các tác dụng tuyệt vời như một, Củng cố chất lượng tinh binh Vitamin B12 của trong giá đỗ sẽ được trực tiếp tham gia vào hoạt động tổng hợp để sản sinh ra tinh trùng. Hàm lượng vitamin B12 dồn dào sẽ nâng cao tỷ lệ tinh trùng di động, hạn chế sản sinh tinh trùng dị tật, tinh trùng bất động. 2. Khắc phục tình trạng yếu sinh lý trong giá đỗ có chứa rất nhiều kẽm và vitamin B12, chúng sẽ giúp cho cơ thể tăng cường sản xuất ra môn sinh dục nam, duy trì testosterone ở mức cân bằng, ổn định. Như vậy, bạn sẽ kiểm soát được cuộc yêu theo ý muốn. 3. Chữa bệnh xuất tinh sớm Các thành phần dinh dưỡng của trong giá đỗ sau khi được chuyển hóa sẽ giúp cơ thể phái mạnh, củng cố sinh lực, giúp bồi bổ khí huyết, bổ thận tráng dương và sinh tinh hiệu quả hơn. Vậy cách ăn giá đỗ tốt cho sinh lý là như thế nào? Để ăn giá đỗ tốt cho sinh lý thì nam giới cần chế biến giá đỗ cùng với các thực phẩm khác. Và dưới đây là một số món ăn bạn nên tham khảo. Đầu tiên chính là canh giá đỗ nấu đậu phụ. Các nguyên liệu cần chuẩn bị là giá đỗ 250g, cải thìa 100g, đậu phụ 2 miếng cỡ vừa, hành lá và các loại gia vị cần thiết khác. Cách chế biến món ăn là sơ chế cải thìa thành từng khúc nhỏ và rửa sạch, đem giá đỗ và hành lá đi rửa sạch, đậu phụ rửa qua với nước rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Đổ khoảng 500 ml nước vào nồi đun sôi. Tiếp đến là bạn cho giá đỗ đậu phụ cải thìa vào đun đến khi nước sôi lại thì nêm món canh cho vừa miệng. Sau đó bạn chút hành lá vào nồi canh rồi tắt bếp. Người bệnh ăn trực tiếp canh giá đỗ đậu phụ hoặc là chan cùng cơm để chữa yếu sinh lý. Kiên trì thực hiện 3 đến 4 bữa một tuần bạn sẽ thấy bài thuốc mang lại những tác dụng tuyệt vời. Thứ hai chính là thịt bò xào giá đỗ. Các nguyên liệu cần chuẩn bị như sau: 100g thịt bò, 250g giá đỗ, một nắm lá hẹ tươi, hai củ hành khô và các loại gia vị. Cách thực hiện là thịt bò thái thành từng miếng mỏng rồi ướp với một chút hạt nêm, giá đỗ rửa sạch để ráo, sơ chế rồi rửa sạch sẽ lá hẹ, sau đó thì bạn cắt lá hẹ thành từng đoạn ngắn, hành khô bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Bạn phi thơm hành cùng với một chút dầu ăn rồi đổ thịt bò vào xào. Khi thịt bò chín tới thì đổ giá đỗ vào cùng với lá hẹ, nêm lại gia vị theo sở thích rồi đảo nhanh tay sau đó tắt bếp. Đồ thịt bò xào giá đỗ ra đĩa để ăn cùng với cơm nóng. Các quý ông kiên trì ăn món ăn này sẽ thấy được chức năng sinh lý của mình được cải thiện rõ rệt. Tiếp theo trên chế biến giả đỗ cùng trứng gà. Để áp dụng bài thuốc khắc phục sinh lý yếu này thì nam giới hãy lấy 200g giá đỗ rửa sạch rồi trần qua nước sôi. Tiếp đến thì người bệnh lấy 3 quả trứng gà luộc chín lòng đào. Sau đó thì bạn bóc trứng, thái đôi rồi ăn kèm giá đỗ trần. Kiên trì sử dụng món ăn này trong khoảng 1 tháng, chức năng sinh lý của các quý ông sẽ được hồi phục đáng kể. Tiếp theo trên là xào giả đỗ với cật lợn. Chuẩn bị nguyên liệu là 200g giá đỗ, một quả cật lợn, hành lá, hành khô và gia vị. Cách thực hiện như sau: Người bệnh đem giá đỗ rửa sạch rồi để ráo. Hành tím, hành lá cắt gốc, bỏ vỏ rồi rửa sạch. Tiếp đến là bạn bóc màng, cắt phần lụa bên trong của quả cật lợn rồi phi lê thành từng lát mỏng, sau đó ngâm một lúc với chút rượu trắng để loại bỏ mùi hôi của cật. Phi thơm hành tím rồi xào chín cật lợn. Bước tiếp theo là bạn đổ giá đỗ cùng với hành lá vào, nêm thêm mắm muối mì chính cho vừa miệng thì tắt bếp. Ăn giá đỗ xào cật lợn với cơm nóng mỗi ngày Các vấn đề về suy giảm chức năng sinh lý nam sẽ được đẩy lùi rõ rệt Tiếp theo chính là ăn giá đỗ cùng với sò huyết nướng Nguyên liệu là gồm có giá đỗ 300g, sò huyết 300g Cách thực hiện như sau Người bệnh đem rửa sạch giá đỗ với nước rồi trần qua với nước sôi Sò huyết nướng chín rồi ăn cùng với giá đỗ khi còn nóng Kiên trì bổ sung món giá đỗ và sò huyết trong vòng nửa tháng Bạn sẽ thấy được chức năng sinh lý dần được khôi phục và ổn định hơn rất là nhiều Vậy ăn giá đỗ cần lưu ý những gì? Tuy là một thực phẩm ngon và lành nhưng để ăn giá đỗ tốt cho sinh lý thì nam giới cần lưu ý một số điều sau. Mua giá đỗ sạch tại các địa điểm uy tín, không nên ăn quá 550g giá đỗ mỗi ngày. Giá đỗ là loại thực phẩm tính hàn, do đó người bệnh không được ăn giá đỗ khi bụng đói. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những cách ăn giá đỗ tốt cho sinh lý ở trên thì Nam giới sẽ có thêm được những lựa chọn để tăng cường chức năng sinh lý của mình Và đừng quên kết hợp với chế độ tập luyện, thể dục, thể thao, sức khỏe và đặc biệt là nên kết hợp sử dụng với những sản phẩm an toàn như mãnh lực dương Mãnh lực dương là sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên Công dụng của mãnh lực dương là giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý Nam giới giúp cho quá trình mãn dục nam này giúp cho con nam giới lấy lại được sự hưng phấn trong quan hệ tình dục. Các bạn có thể mua sản phẩm mạnh lực dương này qua hotline hoặc zalo số 0899918585. Cảnh cáo sức khỏe như sau là không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm, không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh mãnh lực dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.